Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Thì hôm nay thì tiếp tục quay trở lại với môn bài lá nha. Tôi sẽ giới thiệu cho anh em về những cái con máy đánh bài, con máy đánh bài cao cấp nhất trên thị trường nha. Thị trường bây giờ thì có rất là nhiều loại máy đánh bài khác nhau của rất nhiều hãng và nhiều nước ha. Nhưng mà phải kể ra đây là những cái loại, đây là loại cao cấp nhất này, đây là cái dòng CVK, cái hãng sản xuất chuyên sản xuất máy đánh bài. Cái hãng này thì tên tuổi của nó, những anh em nào đã từng dùng máy đánh bài đã biết rồi, những cái sản phẩm của nó ví dụ như CVK 600, CVK 700 hay là CVK 60 á, thì nó rất là đẳng cấp ha. Đây là những cái con máy đó đây. Còn những cái con máy CVK 360 hay là những cái con máy iPhone 8, iPhone 7 thì những cái con máy đó thì nó trang bị camera góc hẹp rồi, anh em chơi thì rất là khó khăn và nó không có hiệu quả ha. Đây giờ tôi thử lấy máy một máy đây, lấy ra một con và tôi thử cho anh em xem. Đây là con máy đánh bài CVK 680, là CVK 680 nha anh em. Đây là con máy đánh bài được thiết kế trên con iPhone 8 Plus, nhìn rất là giống, giống y chang luôn á. Anh em tha hồ mà đem vào sân chơi và mình chơi ha. Đó, ngoại hình á rất là giống, bên trong cũng rất là giống nè. Nó là điện thoại đánh bài vậy thôi, nhưng mà nó không khác gì điện thoại bình thường. Anh em có thể lên mạng này, xem phim, nghe nhạc, hay là chụp hình cũng được nè. Thấy không? Thấy không? Chụp hình vẫn bình thường hết. Đó. Nên anh em không phải lăn tăn về vấn đề là cái thằng nào cầm điện thoại vô mà đây là cái điều bất thường ha. Đây gọi là CVK 680 nha, mọi chức năng đều hoàn toàn bình thường, gắn sim, nghe gọi, lướt web, lên mạng, xem phim, nghe nhạc bình thường hết ha. Thậm chí anh em có thể chụp hình luôn này đó. Nhưng mà cái chức năng chính khi anh em sở hữu cái máy này vẫn là chức năng hỗ trợ cho anh em đi chơi một bộ bài lá bịp, đúng không? Đây giờ tôi sẽ mở máy và thử cho anh em xem. Máy này hỗ trợ rất là nhiều loại bài nha, bài liêng, bài cào, bài binh, binh sập sám, binh Ấn Độ, ngầu hầm, xanh lóc gì đó đều chơi được hết. Đây là cái con máy đánh bài cao cấp nhất trên thị trường, là một trong những cái con máy đánh bài đáng đáng mua nhất. Đây tôi sẽ thử với anh em này, có rất nhiều chế độ chơi và nhiều loại bài để cho anh em lựa chọn chơi nha. Đó, rất là nhiều loại này. Những anh em nào mà đam mê cái bộ môn bài binh sập sám thì có thể lựa chọn một trong những con máy này, CVK 700 và CVK 680, thì nó sẽ hỗ trợ rất là hiệu quả cho những anh em nào đam mê cái môn bài đó. Bây giờ tôi sẽ thử với anh em xem này, nó sẽ báo cho anh em biết nhà nào lớn nhất để anh em chơi này. Đó, các bài và anh em cắt bài thì nó sẽ báo cho anh em biết nhà nào lớn nhất. Tất cả những âm thanh này trong con máy này sẽ phát ra trong quá trình chơi, nó sẽ được báo qua tai nghe siêu nhỏ này, tai nghe CVK, một trong những cái tai nghe mà nó rất là có chất lượng. Âm thanh thì rất là to rõ, nó không có bị ù bị rè như những cái dòng tai nghe rẻ tiền nha. Đó, như những cái dòng tai nghe rẻ tiền anh em đeo vào nó bị ù tai, chơi xong đó là vì tiếng cái dây giống như tiếng dây kêu, nó kêu vậy vậy đó. Còn đối với cái con máy đánh bài CVK này, anh em sử dụng cái tai nghe có sóng này thì khoảng cách của nó là rất là to rõ, khoảng cách kết nối là khoảng cách 7 mét từ cái máy tới cái tai nghe là vẫn nghe rất là rõ nha. Hơn nữa thì cái máy này được trang bị công nghệ quá sóng, là chỉ có những cái máy mà xin lỗi, chỉ có những cái tai nghe mà đã kết nối với cái máy này, của máy của anh em đó thì mới có thể nghe được tín hiệu. Ngoài ra không có bất kỳ thiết bị hay là tai nghe nào có thể bắt được tín hiệu trong quá trình anh em chơi, nên em không phải lăn tăn về vấn đề là nghe trộm nghe lén ở đây không. Ví dụ như anh em cái tai nghe này của anh em á, kết nối rồi tôi đem cái bịch cái tai nghe, 100 cái tai nghe tới, khi mà bắt cái sóng cái tín hiệu này cũng không thể bắt được nha, nên em không phải lo ha. Đây giờ tôi sẽ thử đi cho anh em này. Đây tại vì là máy chế độ chơi thử nên nó là nó hay bị ao ra. Còn khi anh em mua rồi á, đó, mua một trong những cái loại này thì tôi cài và nó chạy xuyên suốt luôn, anh em không phải lăn tăn về vấn đề đó. Đây này là chỗ này, các bài là báo, các bài là báo, các bài là báo. Đó, ví dụ đây là bán vị trí thứ một là lớn nhất này, thứ một lớn nhất nha. Thì anh em chia là vị trí thứ một, cái trắng là lớn nhất. Đối với bộ môn bài binh binh sập sám á, thì nó chỉ hỗ trợ cho anh em tầm 85-90%, còn vấn đề thắng hay thua là do cái đường binh của mỗi người nữa, đường binh của mỗi anh em nữa. Nó không có giống như bộ môn bài liêng hay là bài cào chia xong đếm nút là được. Còn bộ môn bài binh 6 lá là binh 13 lá đều vậy, là anh em chơi xong đó là quan trọng là binh của anh em nữa. Anh em có bài đẹp đi nữa mà anh em binh dở, binh không hay là vẫn thua bình thường nha. Ví dụ như ván này là nó bán vị trí đầu tiên lớn nhất này,
À, tôi coi thử có gì nè, có gì đây, là hai cái thùng này, à, xin là hai cái cù chứ, cù ri và cù tám, và có cái con áp ở trên đầu, à. Nhìn thấy không? Cù ri và cù tám này, không? Đó rất là chuẩn, anh em đã dùng máy thì cứ làm theo đúng sự chỉ dẫn của máy đi, chắc chắn sẽ có điểm lớn và sẽ dành lợi thế hơn trên sân chơi của mình thôi. Đó rất là chuẩn nha, đó vị trí đầu tiên lớn nhất đó. Rồi tôi sẽ dỡ hết từ nhà cho anh em xem này. Những cái trường hợp bãi bên hai thứ quý, ba cái thùng hay là ba cái sảnh là đều báo hết nha. Đó nó báo tủ lớn nhất cho anh em. Đây, giờ coi nhà đây coi cái gì đây. 6 7 à, và đây là không có gì, mà có năm bốn đôi thôi, bốn đôi ha. Bây giờ là cái thùng đủ không? Không đủ ha, và đấy mới là ba cái bài rồi. À, lấy thùng này đủ này, đây lấy thùng thùng hai đôi, thùng hai đôi. À, nói chung là tương đối là như vậy. Anh em là có nhu cầu muốn trải nghiệm những con máy này, máy đẳng cấp này thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại trên màn hình này, 079 791 93, ghé trực tiếp với cơ sở của tôi ở gần chỗ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh để được xem và được nhân viên tư vấn cụ thể luôn. Bên cơ sở của tôi là cung cấp tất cả các dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi này, từ bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa cho tới những cái bảng hack game và cung cấp quy luật game trên di động là đều có hết. Anh em cần cái gì thì cứ liên hệ, tôi sẽ tư vấn cho. Ừ, bài này cũng rất là đẹp nè, nhưng mà không thể quay được cái kia ha. Đó, xin nhắc lại với anh em là nhà đầu tiên sẽ lớn nhất, báo vị trí đầu tiên này, vị trí đầu tiên, đây là vị trí thứ hai này. Đó, lớn gì đây? Mà đây là đánh đường này, đánh đường nào, nói chung là có rất nhiều đường binh để cho anh em lựa chọn ha. Lấy đường thùng, lấy đường cù chứ, cù xong rồi cù có còn đôi xì à. Đó. Nói chung là do đường binh của mỗi người rất là nhiều, phụ thuộc vào đường binh của mỗi người rất là nhiều ha. Bên đường này đi. Đó, anh em có thể thử so sánh nha. Đó, đường này thì không đủ rồi. Và đây là bốn đôi. Đây, vì mấy vị trí báo vị trí đầu tiên lớn nhất này anh em có thể thấy báo rất là chuẩn nha. Mình đã dùng máy thì sẽ đang cứ làm theo đúng sự chỉ dẫn của máy thì chắc chắn sẽ có điểm lớn và sẽ giành lợi thế hơn trên sân chơi của mình. Rồi, anh em nào có nhu cầu muốn trải nghiệm cái con máy đẳng cấp này thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi sẽ tư vấn cho. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.